Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về review dự án ICO mang tên là Parko. Parko đây là một hệ thống đặt chỗ đỗ xe với nền tảng Parko sẽ khởi chạy trong tương lai là parking. Các bạn có thể mua thẻ ngay bây giờ, hiện nay đang trong giai đoạn giảm giá trực tiếp. Được đánh giá khá là cao trên các bảng xếp hạng, ICO Mart thì đạt 8.6 trên 10, Ducto đạt 4.4 trên 5 điểm và Check ICO đặt 5 trên 5 điểm. Dự án này thì giai đoạn pre-ICO sẽ bắt đầu đến ngày 15 tháng 8. Sau đó thì sẽ đến đợt đó là ICO Public từ ngày 1 tháng 11 năm 2018. Hiện nay thì với giá token sale thì sẽ là một park sẽ bằng 0,5 đô và được bonus là 15% đối với đợt pre-sale. Còn đối với đợt public sale thì vẫn chưa có thông tin cụ thể. Về giới thiệu về công ty Parko, đây là một công ty trẻ sáng tạo được thúc đẩy bởi các niềm đam mê công nghệ và sự hài lòng của khách hàng. Họ sẽ mang lại các giải pháp đỗ xe này. Parko sẽ có thể cho phép khách hàng tìm và đặt chỗ đỗ xe chỉ bằng một cú nhấp chuột. Parko sẽ giúp giảm tình trạng giao thông bị tắc nghẽn, giúp giảm thiểu tiêu thụ nhiên liệu và bảo vệ môi trường. Với Parko thì có hợp đồng thông minh, phương thức thanh toán dễ dàng qua mã thông báo Parko và tiền tệ fiat, vân vân. Đây video giới thiệu về hệ thống đỗ xe Parko. Hiện nay đối với chỗ đậu xe thì có rất nhiều các thách thức như là thiết kế không làm người dùng trung tâm, khách hàng phải xoay tròn xung quanh để tìm chỗ đỗ xe, không được quản lý và được giám sát, thanh toán thì mất quá nhiều thời gian, phải chờ đợi lâu để thanh toán phí đỗ xe do bảng điều khiển thanh toán hạn chế và không hiệu quả, vấn đề giao thông và chống sinh thái. Parko thì sẽ giải quyết những vấn đề này bằng cách đó là mạng cảm biến hiện đại để theo dõi và quản lý các điểm đỗ xe trên toàn thành phố và các điểm đỗ xe khác nhau. Nó sẽ sử dụng mạng cảm biến dựa trên IoT, Internet of Things, để theo dõi và giám sát các điểm đỗ xe, vị trí đỗ xe khác nhau và đề xuất bạn một chỗ đỗ xe gần nhất với điểm đến của bạn. Parko cũng sẽ cho phép các bạn tìm và đặt chỗ đỗ xe của bạn, vì vậy bạn sẽ không bị mất nó nếu như khi bạn đến nơi. Đây là về phần sơ đồ linh kiện mạng Parko. Hệ sinh thái của Parko thì gồm có chỗ đỗ xe này, bảng điều khiển đỗ xe, trung tâm dữ liệu được lưu trữ trên đám mây, hợp đồng thông minh Park, cổng IoT, Gateway là một thiết bị có khả năng nhận tất cả các liên lạc IoT và sensor, mạng cảm biến từ cơ sở đỗ xe sẽ được truyền đến dữ liệu sự kiện tới cổng vào, sau đó cổng sẽ cấp dữ liệu này cho các máy chủ theo lô, bộ đổi nguồn, adapter. Thiết bị có thể là các thiết bị di động như iPhone, Samsung, desktop, laptop, vân vân. Và mạng máy chủ sẽ nhận dữ liệu từ sự kiện, các hệ thống và lưu trữ chúng qua các đám mây. Mỗi giao dịch dữ liệu trực tiếp hoặc gián tiếp sẽ đi qua mạng máy chủ. Sẽ có nhiều các cơ hội các bạn có thể đầu tư. Bạn có thể đầu tư vào Parko này, kinh doanh Parko hoặc Parko staking và khai thác mỏ Parko. Đây về đồng tiền Parko, ký hiệu mã thông báo là PARK, PARK. Tiêu chuẩn mã thông báo ERC20. Thẻ sẽ được cấp đó là 200 triệu PARK, có sẵn cho đợt ICO sẽ là 85 triệu PARK. Thời gian từ ngày 1 tháng 5 cho đến ngày 15 tháng 7 là đợt giảm giá riêng tư, từ 15 tháng 8 cho đến 15 tháng 9 là đợt bán trước, từ mùng 1 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11 đợt bán công khai. Số tiền thưởng đầu tiên sẽ 70% này, sau đó giảm 15% và 10%. Giá của một pack sẽ bằng 0,5 đô. Tiền tệ được chấp nhận đó là Bitcoin và Ether. Đây là sơ đồ bảng phân phối tiền này và sơ đồ phân phối token. Dưới đây là roadmap của dự án. Trong năm 2018 sẽ có lập đội ngũ hội đồng sáng lập và nhà phát triển, xây dựng đội ngũ phát triển và tiếp thị này,
thử nghiệm nội bộ phiên bản Alpha Token, hoàn thành các sự kiện crowdfunding, phân phối mã thông báo, thương lượng, liên kết trên sàn giao dịch và quan hệ đối tác với các blockchain có thể mở rộng. Còn sang năm 2019, họ sẽ phát hành hợp đồng SDK mã nguồn mở, xây dựng hệ sinh thái với sự tham gia của các cộng đồng. Dự án thì có các lộ trình khá là chi tiết đến năm 2025. Dưới đây đó là đội ngũ quản lý của dự án và đội ngũ tư vấn. Các cố vấn của dự án là các công ty, họ là những cá nhân đã có kinh nghiệm với đội ngũ nhân viên, những người sẽ đóng vai trò quan trọng trong công việc giúp họ đạt được các mục tiêu. Đây là về phần sơ đồ về giá trị của token sẽ tăng, đối tác cấp một vài đối tác của dự án. Trên đây là những thông tin giới thiệu về dự án Parker. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.